Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 2. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày Toán 2 tập 2, biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Video này chúng mình đến với bài tập hàng ngày 51, số có 3 chữ số. Một lớn phần trắc nghiệm, khoanh tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, số gồm 680 và hai đơn vị viết là số trăm viết trước này, số chục viết sau và cuối cùng là số đơn vị. Đây này, số 682, đáp án A các em ạ. Tiếp theo là câu 2, cái số gồm 3 chữ số là 251 đọc là gì? À, số này đọc là 251. Mình chọn cho thầy là đáp án C nhé, 251. Tiếp theo là câu 3, số liên sau của 199 nó sẽ là số 200. Chúng mình chọn đáp án là B. Câu 4, từ 3 số 532 lập được bao nhiêu số của 3 chữ số khác nhau? Kiến thức liên quan lập số thì chúng ta viết về phần cấu tạo số ôn lại một chút xíu cùng thầy. Chúng ta có số trăm này, số chục này và số đơn vị. Đề bài yêu cầu chúng ta là lập số có 3 chữ số khác nhau. Ở đây chúng ta cho số trăm là 5 thì số chục còn lại có thể là 3 và số đơn vị là 2. Vẫn số trăm là 5 thì số chục có thể là 2 và số đơn vị là 3. Rồi bây giờ hết số trăm là 5 chuyển sang số trăm là 3. Số trăm là 3, chúng ta có số chục là 5, số đơn vị là 2. Vẫn số trăm là 3, chúng ta có số chục có thể là 2, số trăm là 5. Chuyển sang số trăm là 2 thì ta có số chục là 5 thì số đơn vị còn lại là 3. Vẫn số trăm là 2 thì số chục có thể là 3 và số đơn vị là 5. Tất cả đây rồi, chúng ta sẽ xem có bao nhiêu số kia nhé. Một số này, 2 số, 3 số, 4 số, 5 số và 6 số. Chúng mình chọn đáp án C ở trong câu trắc nghiệm 4 này. Chuyển sang câu trắc nghiệm 5. Trang trại của gia đình Mai nuôi 300 con gà mái và 8 con gà trống. Vậy số gà được nuôi trong trang trại của gia đình Mai là? Cái này thì chúng ta ôn về kiến thức cấu tạo số đúng không? 300 con ứng với 300 này, 8 con gà ứng với 8 đơn vị. Như vậy đây chúng ta sẽ có 300, thầy viết nhá, cột số trăm này, chục này và đơn vị. 300 con gà, 300 này, không nhắc đến chục, vậy không chục, 8 con gà trống như này ứng với là 8 đơn vị, ta được số 308. Như vậy mình sẽ chọn cho thầy câu số 5 là đáp án D. Chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1, điền số thích hợp. Chúng ta sẽ viết số tương ứng dựa vào các khối lập phương này. Mỗi một tấm thì ứng với 100 nhé, mỗi một cột ứng với một chục và mỗi một miếng cái hình khối lập phương nhỏ này ứng với một đơn vị. Nào, ta cùng đếm. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 610, 611, 612. Nào ở đây này, số bên dưới nào. 100, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260. Đếm tiếp nào. 261, 262 và 263. Chuyển sang số bên này nào. 100, 200, 300, 400, 410, 420, 430, 440, 441, 442, 443, 444 và 445. Tiếp theo này, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 và 178. Đấy, vừa rồi là chúng ta lập số ở trong bài 1 dựa vào cách đó là chúng ta đếm đúng không? Thế còn một cách khác nữa các em có thể làm như sau này. Các em có thể tham khảo cách này nữa. Ở đây mỗi một tấm này ứng với 100, mỗi một cột này ứng với một chục và mỗi một khối lập phương nhỏ này ứng với lại một đơn vị đúng không? Bây giờ các em sẽ ghi thầy các cột này, trăm này, chục và đơn vị. Chúng ta sẽ viết số theo kiểu là cấu tạo số này. Ở đây có mấy trăm này? 100, 200, 300, 400, 500, 600. Vậy cột số trăm là 6 này. Mấy chục là 1 chục. Vậy cột số chục là 1 này. Mấy đơn vị là 1, 2. Như vậy ta được số là gì nhỉ? Như vậy ta được số là 612. Các em đã hiểu chưa? Tương tự ở bên dưới này, thầy làm mẫu thêm nhé. Đây là 100, 200 này. Cột trăm sẽ là số 2. Chục nào. 1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục, 6 chục. Vậy số chục sẽ là 6. Bao nhiêu đơn vị nào? 1, 2, 3. 3 đơn vị. Như vậy chúng ta sẽ được số đó là 263. Em hiểu chưa nhỉ? Đó là bài số 1. Tiếp theo mời các em chúng ta cùng với thầy đến với bài 2. Đó là điền số tích hợp này. Chúng ta xem là mỗi một vạch số là nó cách nhau bao nhiêu đơn vị nhé. 216 rồi đến 217. Và tiếp theo chúng ta sẽ điền 218. Nó hơn kém nhau một đơn vị đấy các em ạ.
thêm, chúng ta đếm thêm đúng không? Đếm thêm một đơn vị nữa. 216, 217 này, đây là 218. Tiếp đến là 219 này, 220, 221 và 222, xong rồi. Nào, tiêu số bên dưới nào, chúng mình có các vạch số này, 773 đến 774. Chúng ta đếm thêm đúng không? Số đơn vị tăng lên này, 774 rồi đến 775, chúng ta cộng thêm 1 vào. 775. Ta đếm thêm nữa thì ta sẽ được là 776 này. Đếm thêm 1 nữa ta sẽ được là 777 này. Tiếp tục là 778 và đây là 779. Đúng rồi. Chúng ta cùng chuyển sang bài 3. Bài 3 hãy hoàn thành bảng sau. Chúng ta sẽ ôn lại phần cấu tạo số này, viết số và đọc số nhé. Số gồm 580 và 4 đơn vị, số trăm viết trước là 5 này, số chục viết sau là 8 này và số đơn vị viết cuối là 4. Số này đọc là 584. 584. Tiếp theo, số 915, số này gồm có 900 này, một chục và 5 đơn vị. Số này đọc là 915. Tiếp đến là số đọc là 307, sẽ viết là 307, 307, số chục bằng 0 các em nhé, thì đọc là linh đấy, 307. Số này sẽ gồm là 300, không chục và 7 đơn vị. Tiếp đến nào, số gồm 800, 20 và 9 đơn vị. 800 này, 20, 9 đơn vị, số này sẽ đọc là 829. Mình đã xong bài 3 rồi các em ạ. Tiếp theo là bài 4. Ở đây chúng ta sẽ đi tìm số thích hợp này. Số liền trước của 600 là số nào nhỉ? À, đó là số 599. Tức ta đếm lùi đi 1 đấy các em, thì mình sẽ được số liền trước 599. Số liền trước của 800 nó chính là 799. Tiếp đến là số liền sau của 159 thì ta sẽ đếm thêm 1 nữa thì ta sẽ được là 160. Số liền sau của 567 là số 568. Chúng mình đã xong bài 4 rồi các em ạ. Chuyển sang bài 5. Điền vào chỗ trống từ ba số 954 có thể lập được các số có ba chữ số khác nhau là. Khi ở đây chúng ta sẽ viết cấu tạo số ra cùng thầy nhé. Chúng ta sẽ viết này số trăm này, rồi đến số chục và số đơn vị. Thế thì số trăm là 9 thì khi đó mình sẽ có gì nhỉ? À, khi đó mình sẽ có số chục là 5, số đơn vị là 4. Vẫn số trăm là 9 thì số chục có thể là 4 và số đơn vị là 5. Rồi, số trăm là 9 thì hết rồi. Bây giờ chuyển sang số trăm là 5. Số trăm là 5 thì số chục có thể là 9 hoặc 4 đúng không nhé? Vậy ta sẽ điền đây là số chục là 9, số đơn vị là 4. Tiếp, số trăm là 5 thì số chục có thể là 4 và số đơn vị là 9. Lưu ý cho thầy là các chữ số phải khác nhau nhé. Thì khi đã lấy số trăm rồi thì không điền vào số chục, số đơn vị nữa đâu các em ạ. Bây giờ đến số đơn vị, số trăm là 4. Số trăm là 4 thì số chục có thể là 9, số đơn vị là 5. Số trăm là 4 thì số chục có thể là 5, số đơn vị là 9. Như vậy hết rồi, chúng ta có tất cả là mấy số đây nhỉ? 1 số này, 2 số, 3 số, 4 số, 5 số, 6 số. Chúng ta cùng viết vào nhé. 954 này, 945 này. Chúng ta viết lần lượt cho đơn vị nhầm các em ạ. 594, 549, 495 và 459. Xong ý A rồi. Tiếp đến là ý B. Từ 3 số 280 có thể lập được các số có 3 chữ số khác nhau là. Với ý B các em cũng làm tương tự như ý A. Chúng ta viết cho thầy cột số trăm này, số chục và số đơn vị. Ở đây lưu ý cho thầy là số trăm nó phải là khác không nhé các em. Như vậy số trăm có thể là 2 hoặc số trăm có thể là 8. Số trăm là 2 này thì số chục có thể là 8 này, số đơn vị là 0. Số trăm là 2, số chục có thể là 0, số đơn vị là 8. Tiếp đến số trăm có thể là 8 thì số chục là 2, số đơn vị là 0 này. Và số trăm là 8 thì số chục có thể là 0 và số đơn vị là 2. Không có số trăm là 0 ở đây nhé các em nhé. Bởi vì nó là số có 3 chữ số thì số trăm nó phải lớn hơn 0. Như vậy chúng ta lập được 4 số. Chúng mình cùng viết. Và số 280, 208 này, 820 và 802. Như vậy là mình đã làm xong bài 5 và kết thúc bài tập hàng ngày 51 rồi các em ạ. Thầy chúc các em học tốt nhé. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.